quá vậy cô? Tay nghề cao quá vậy. Bọc cái từ từ, đúng rồi, quấn lại cái nào chảy mình bỏ vô phải không anh, đúng không? Chúng ta đặt một cái độ dẻo, độ dai và mùi bánh lăng bánh sẽ nhớ lâu nhất kỹ à. Cho mình làm bánh là không phải là các cái loại lá khác không? Thank you.
chúng ta chế biến theo một cái công thức nhất định, và từ đó sẽ cho ra một bánh lát đó có màu rất là đặc trưng, béo, bùi. Chúng ta sử dụng bánh lát đất cùng với một cái loại hương vị chúng ta hay là nước chanh cũng rất là trên của miền Tây Nam Bộ, đó là nước cốt dừa. Độ béo này của nước cốt dừa cũng như độ béo, độ bùi của bánh lát đất Nam Bộ sẽ khiến cho quý vị khách chúng ta sẽ rất là thông minh. Và món bánh này cũng là một món bánh tuổi thơ rất là nặng ruột gần gũi với nhiều hộ gia đình của miền Tây Nam Bộ. Cảm xúc bên trong ạ, chào nhau đi. Các em giờ đây cùng trải nghiệm cách làm bánh chế cũng cần các chị ở đây đi. À, xin mời, xin mời các khách chúng ta vào để mà trải nghiệm cách làm bánh cùng chế nghệ nhân Phan Anh ạ. Để thưởng thức
Cái này hấp có nướng không anh? Không có nướng hả? Là nó màu đen nha các bạn, thơm quá. Đây là những cái bánh mà đầu tiên của chúng ta đã đạt được độ chín và rất nhau mọi người, rất là thơm. Nóng không cô? Nóng không cô? Quá tuyệt hả con? Rồi ai muốn thử thì vô đây nha. Em đi ăn thử đi. Ngon không chị MC? Dạ không được ạ. Làm với trải nghiệm lượng đất thì em cảm giác thế nào? Là em là cũng ở xe nét chung với quê với anh này mà lần đầu tiên là em được làm bánh này luôn. Dạ. Bạn ơi, sao khi bạn thưởng thức món bánh thì bạn cái cảm giác của bạn sao? Dạ, bánh này rất là ngon. Giờ đây cũng là lần đầu em được ăn luôn. Lần đầu được ăn luôn. Vậy, vậy đã từng thưởng thức được bánh này lần nào chưa ạ? Chưa hề. Dạ, cảm giác của chị như thế nào? Dạ, nó rất là riêng đúng không ạ? Không có tẩn lộn với các loại bánh khác ạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn các quý khách. Và một lần nữa xin mời quý khách chúng ta nào có, quý khách nào chúng ta có muốn tìm hiểu về bánh lá lách Nam Ơn thì mời quý khách chúng ta bước vào khu tìm hiểu tiếp theo. Anh
cho em hỏi, anh cho em hỏi là khi mà đến với làng bột Sadec với mình thưởng thức cái gian hàng bánh chỗ như thế nào, giới thiệu cái nơi bánh của cái làng bột Sadec á. Khi mà đến với khu ẩm thực làng bột Sadec thì khu ẩm thực nằm ngay cầu Ngã Bác, ngay chỗ vườn vinh của khu tập Hồ Chí Minh, ngay thành phố Sadec. Thì quẹo về hướng hướng mà đi lai vô thì họ đó, đó là cầu Ngã Bác, ngay chân cầu luôn. Ngay chân cầu luôn thì đó là đường DT 43. Thì ở đó thì sẽ, các bạn sẽ thấy cái bạn để là khu ẩm thực làng bột Sadec. Thì cái hoạt động của khu ẩm thực mình là từ ngày thứ hai đến ngày tất cả các ngày trong tuần luôn, nhưng mà từ thứ hai đến thứ sáu là bán ăn, mình ăn món nào thì mình gọi một chỗ đem ra. Còn riêng ngày thứ bảy chủ nhật là ăn buffet với hơn 40 loại bánh, gồm bánh đúc, bánh bèo, bánh da lợn, bánh bò, bánh đậu xanh nướng vân 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 vân. Rồi trong chậm sẽ có những món mặn như là bánh hành lì, bánh xèo, hủ tiếu, phô mắm, bánh canh nuôi. Rồi nước uống thì miễn phí. Dạ. Giá vé là 50.000. Giá vé là 59.000. 59.000 lên. 59.000. Rồi em cảm ơn anh giới thiệu rất là hay. Chúc anh luôn vui và có nhiều món bánh ngon, những gia vị ngày càng ngon hơn ha. Một lần nữa